Đi ở phía trước này cũng không phải Giang Thất Nguyệt mà là Lòng Vũ Tuyết Giang Thất Nguyệt tại ở tới đây chứng kiến Đường Vũ Lân cùng với Giang Ngũ Nguyệt muốn đánh thời điểm đó Cho Long Vũ Tuyết gọi giấy số Đường Vũ Lân ngày đó không có ăn nhiều nàng một chân Nàng vẫn là rất cảm tạ đấy Chẳng qua là lòng Vũ Tuyết lúc đến lời này Thấy như trước là hai người kẻ và sắt cánh Giang Ngũ Nguyệt chính là đang dùng ngôn ngữ hấp dẫn đường Vũ Lân Giang Ngũ Nguyệt lúc này vừa nhìn là nàng Lập tức không có lóng nảy Vội vàng cười xòa rồi nói Vũ Tuyết ta cũng không phải là ý kia Chẳng qua là người xem tiểu đường huynh này Lại là cả người cận chiến lực lượng Không đến chúng ta huyết sư bên này Qua thực là lãng phí nhân tài Lòng Vũ Thiên long này lạnh dê một tiếng rồi nói Người này lén lút đồng ý trước phí Ta như thế nào liền nói cho người tự xử trường đi Để cho người chịu không nối Hơn nữa, Vũ Lân mới là vừa mới đến quân đoàn Đối với lời này hết thảy đều có không quen thuộc Chúng ta đặt vụ sửa cũng đồng sáng Cần người như trước hắn mới tó Ít nhất là tạm thời hắn sẽ không tới tác chiến bộ đội đi Hắn ở đây cùng với chúng ta đặt vụ sử Có tác dụng lớn hơn Người muốn cướp người trước là bước qua cửa của ta rồi hãy nói đổi thành người khác giang ngũ nguyệt lúc này nói công trường liền vén tay áo lên trên có thể đến mặt với lòng vũ tuyết hắn thật sự không có biện pháp nào cả bất đắc sĩ giữa hai tay lên trên được rồi ta đầu hàng không giành người với người là được rồi lòng vũ tuyết đem đường vũ lần lúc này từ giang ngũ nguyệt dưới tay cánh tay kéo ra bên ngoài chúng ta đi đường vũ lân bị nàng lôi kéo ra trực tiếp ngoại thử ra đấu chiến thất giang thất ngờ lúc này ánh mắt nhìn đường vũ lân đến hiện tại cũng là còn có một chút không đúng một mực đưa ánh mắt nhìn bọn hắn ly khai mới nhịn không được trở lại hướng ca cao rồi hỏi anh lực lượng của đường vũ lân này thực sự đáng sợ như vậy người làm sao nhìn qua một điểm năng lực chống đỡ đều không có vậy Giang Ngũ Nguyệt lúc này về mặt khổ sở rồi nói Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra Trên thân hắn khí tức xấu như tiền thiên gia lên đối với ta sinh ra áp chế Chúng ta kỳ thần cũng không tính là chân chính động thú Lớn như toàn bộ khí lực này và chạm một trang Tăng lên trên đấu khả lực lượng có đánh Nhưng mà hắn giống như cũng vẫn không có toàn lực ứng phó Ta không nắm chắc rằng có thể thắng hắn Hắn bao nhiêu tuổi người biết hay sao Giang Thất Nguyệt lại nói Xấu như là 21 tuổi Ta nghe Vũ Tuyết Tỷ đề cập ra qua một câu nét mặt cổ Giang Ngũ Nguyệt lập tức trở lên cổ quái. Cho dù là hiện tại thiên tài mọc như rừng, huyết thần quân đoàn này, một đời tuổi trẻ hắn đều là người nổi bật nhất một trong. Nhưng hắn năm nay đã 28 tuổi, chênh lệch 7 tuổi, nhưng không nhất định có thể đánh được đối thủ. Sự chênh lệch này có thể quá lớn. Hồn sư trước khi 30 tuổi tốc độ phát triển là nhanh nhất, vượt qua 30 tuổi về sau, theo thân thể cố hóa, thiếu đi bản thân ghen tăng lên, tu luyện tốc độ thì sẽ trên diện rộng giảm xuống. Bởi như vậy hầu như tất cả phong hào đấu la cấp bậc cường xá, phần lớn là trước khi 30 tuổi liền đánh rớt xuống nền móng vững chắc, cao cấp nhất cường xá thậm chí là trước 30 tuổi là có thể đạt tới bát hoàn tu vi, thậm chí còn có trực tiếp trở thành phong hào đấu la đấy. Giang Ngũ Nguyệt đối với chính mình tương lai tu luyện tới phong hào đấu la cấp độ này rất có lòng tin, thế nhưng mà ít nhất cũng phải là 40 tuổi chuyện sau này. Mà Đường Vũ Lân bây giờ lộ tính, xem ra nhưng là cái loại này có thể trước khi 30 tuổi liền trùng kích ra phong hào đấu la tồn tại. Gia hỏa này nếu như phát triển được Tại quân đoàn sẽ nhất phi chủng thiên đi Xảy ra chuyện gì vậy Lòng vũ thiết lúc này dắt đường vũ lân Ngoại trừ đối chiến thất liền là nổi giận đùng đùng rồi hỏi Đường vũ lân lại nói Người vừa đi ta đã bị giang trưởng quan này kéo đã tới Không có gì chúng ta chẳng qua là luận bàn xuống Lòng vũ thiết lúc này lửa tin lửa ngớ Nhìn xem đường vũ lân rồi nói Thật sự Ừ Đường Phụ Lân gật đầu, hắn rất là thích tính tình này của Giang Ngũ Nguyệt, nhất là tại phát hiện ra đối phương dĩ nhiên là bá Phương Long Vũ Hồn về sau, cho nên cũng liền giúp hắn giấu giếm một chút. Long Vũ Thiết lúc này hừ một tiếng rồi nói, tên kia luôn luôn không nặng không nhẹ, sau này thiếu để ý tới hắn đi, người không có bị thương chứ. Còn tốt không có, Giang trưởng Quan hạ thủ lưu tính, Đường Phụ Lân khẽ cười rồi nói, lòng vũ thiên cũng không nhìn thấy bọn hắn lúc đối chiến tình huống Hư một tiếng rồi nói tên kia chính là cậy mạnh lợi hại có điều người cũng là như vậy Từ hướng này đến xem các ngươi ngược lại là có một cá thể hệ đấy khó trách hắn sẽ coi trọng như vậy người bất quá người phải nhớ kỹ ngươi là chúng ta đặc vụ sửa người biết hay không vâng trưởng quan lòng vũ Thiên lại nói ta vừa rồi tìm cho ngươi một người khách hàng đã bị thất nguyệt gọi tới đi thôi đi đoán tạo phóng hậu đã là khách đã đi trước được đối với kiếm lấy công huấn đường vũ lân hiện tại vẫn là vô cùng ưa chuộng mau chóng thẳng chức là mục tiêu của hắn đoán tạo phòng đã ở khu sinh hoạt bên này chỉ có điều cùng với tác chiến thất là bất đồng tại một bên khác tương đối vắng vẻ vị trí lơ đây tài liệu cách âm có hắn vì không ảnh hưởng đến những người khác chỉ có thể là chọn loại địa phương này rồi long vũ thiên vừa đi vừa nói với đường vũ lân ta thế nhưng là toàn bộ tài sản đều quăng cho người như thế này yêu cầu của người ta muốn là thì là không cách nào hoàn thành người liền không lên tùy tiện đáp ứng đừng là đã phá hủy các thứ hư mất nó thành sánh nói như vậy thật có thể không có biện pháp được điều vũ lần cũng không quá đáng giải thích gì thêm Sự thân tổng sẽ chứng minh hết thấy đi vào đoán tạo phòng lúc này cờ ra vào quả nhiên đã đợi để đấy, đấy một người là một gã nhìn qua chừng ba mươi tuổi lữ quân quán ở trên bờ vai có cấp bậc trung tá, khí chất ôn hóa tướng mạo không tính đặc biệt mỹ miều, đã có loại làm cho người ta cảm giác thân cận Lỗ ly tí, lòng vũ tiên lúc này thần thiết kêu lên một tiếng rất nhanh, tiến lên trên hai bước, liền ôm cái kia lữ quan quan là cánh tay cửa. Lỗ ly mỉm cười, ánh mắt như trước là rơi vào trên trán của đường vũ lân. Người nói là đoán tạo số chính là chỗ này vị tiểu soái ca sao. Lăng Vũ Thiên nhẹ nhàng gật đầu rồi nói Phải, hắn là mới tới Vừa hoàn thành ra chào quân huân không lâu Hiện tại cùng mới ta tiến hành tân binh tạo khuấn Hắn là một cái thật tốt đoán tạo sư đó Lỗ ly lúc này ở trước mắt hiện lên vẻ kinh ngạc Tân binh trực tiếp bị trào quân hàm là thiếu úy Nàng đây thật đúng là trường nghe nói qua Tuy rằng đường Vũ Lân nhìn qua tuổi rất trẻ Nhưng nàng cũng không có nghi vấn đường Vũ Lân đoán tạo năng lực Ngược lại thập phần khách khí rồi nói Vậy đã làm phiền ngươi. Đường Phụ Lân lúc này đuổi vội hành lễ, mở ra đoán tạo phòng cửa, hai vị trưởng quan mới đến. Đoán tạo phòng bố trí rất đơn giản, ở số tự nhiên là đoán tạo đái, hai bên kim loại bên trên kệ này bày đặt xa các loại kim loại hiếm. Ở trong đó đại đa số đều là đường Phụ Lân chính mình mang tới, còn có một bộ phận là lòng vụ tiên xúc hắn tím. Lỗ Ly nhìn thoáng qua kim loại bên trên kệ này các loại kim loại hiếm, mìm cờ rồi nói, người những thứ kia phân phối rất là đầy đủ trong qua là không biết ngươi có thể làm tới trình độ nào đường vũ lân lại nói ta có thể dựa theo yêu cầu của ngài đến tiến hành đoán tạo ngài nghĩ muốn cái dạng hình loại kim loại gì hoặc là đoán tạo vật gì ta hẳn cũng có thể hắn không có trực tiếp giải thích mình là đoán tạo đẳng cấp một cái là đối phương chưa chắc sẽ là thứ một cái kha cũng là sợ đối phương bị chính mình hù xóa. mới đến cũng không cần quá lộ liễu thì tốt hơn mà đoán tạo thực lực này dùng sự thực mà nói chuyện sẽ là được danh tiếng là cần nhờ tích lũy nói không bằng làm rất có lòng tin yêu cầu của ta không khó vừa nói lỗ ly trên tay này hào quang lẽ lên chiến nhiều ra một cái ống sắt Ống săn dài ước chừng là 1m, vượt qua mặt cắt đường kính ước chừng là tại khoảng chừng 10cm, nhìn qua liền là một cây lòng súng bộ dáng. Lỗ Ly lại nói, ta căn này tốc xạ pháo quán bởi vì lúc trước sử dụng quá đồ, có một chút biến hình, người giúp ta chữa trị xuống. Nếu như có thể nói, có thể hay không cho ta gia nhập ra một ít kim loại hợp kim hiếm. Để cho nó cường độ cao hơn một chút, cổ ta xạ tốc sẽ tương đối là nhanh, thời gian kéo dài cũng dài, một cây tốt họng pháo này rất trọng yếu. Đường Vũ Lân tiêm nhận ống sắt nhìn nhìn, xem trước bên ngoài lại nhìn bên trong. Nhìn từ ngoài, tốc xạ pháo quản biến hóa lại không lớn, trong qua là thoáng qua có chút vặn véo, nhưng xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn bên trong thời điểm đó, nhiều chương sẽ phát hiện ra ống sắt bên trong khành khành hoa hoa, rõ ràng cho thấy tiếp tục nhiệt độ cao chạy sinh ra biến hóa, này họng pháo đã không thể dùng. Trường quan, ngài chuẩn bị vì cái này họng pháo tiêu phí bao nhiêu công huấn? Đường Phụ Lân lại hỏi. Lỗ lì dưỡng sợ bất cờ sẽ nói Định sáo lại sự tình này Không phải là các người đoán tạo sư làm sao Đường Phụ Lân lại nói Đúng vậy nhưng bảo hành sửa chữa cái này họng pháo Ta có một số đặc biệt phương án Còn có công huân cũng không giống như vậy Thân thể to lớn mà nói Có thể chia làm ba loại Loại thứ thứ một chính là trực tiếp chữa trí Cái này ta chỉ là cần 100 công huân là được rồi Loại thứ hai là như ngài nói Vì nó tăng lên trên một ít mặt khác kim loại Để cho nó có thể trở lên càng tăng mạnh hơn mềm dẻo Ta xem ngày họng pháo này bản thân chất liệu vẫn là có thể Dùng là hẳn là điểm nóng trẻ rất cao tử thiết Giữa lại tình huống này còn có thể bị hòa tan thành như vậy Ngày vũ khí này bản thân uy lực hẳn rất lớn Bởi như vậy coi như là dung nhập vào mặt khác kim loại Tương lai chỉ sợ vẫn là hư có hại là khả năng Cho nên ta cho ra loại thứ ba phương thức chính là Ta sợ theo căn này họng pháo chế thức ra Cho ngày chế tạo ra lần nữa một cây mới tính Nhất là vĩnh giật giải quyết sẽ mạnh mẽ hòa tan vấn đề Lỗ Ly nghe vừa nói như vậy liền có hứng thú. Vậy ngươi sau khi hai loại phương pháp này muốn thu bao nhiêu tiền? Ngươi có thể là nhất lao vĩnh giật ra giải quyết ta đầy họng pháo nhiệt độ cao vấn đề. Cái này sợ rằng có một chút khó. Ngươi phải biết ta dùng là thế nhưng mà siêu lăng tốc độ xạ pháo đó. Đường Phụ Lân gãi gãi đầu rồi nói, đối với hồn đạo vũ khí này ta cũng hiểu nhiều cho lắm, nhưng ta cảm thấy rằng lên vấn đề không lớn. Loại phương pháp thứ hai mà nói, thu ngày 1.000 công huấn, còn loại thứ ba ít nhất là phải 5.000 công huấn lỗ ly nghe xong đường vũ lấn báo giá nhất thời là thụy sợ hết hồn một công huân có thể làm rất nhiều chuyện dối năm công huân đều đủ để đường vũ lân từ thiếu úy tăng tới cả thành trung úy dối mà với nàng mà nói cũng là con số không nhỏ vũ lân chưa nói lung tung lòng vũ thuyết ở bên cạnh lại nghe lóng nảy làng cùng với lỗ ly quan hệ rất tốt hơn nữa lỗ ly tại ở trong quân đoàn nhân duyên này cũng cực kỳ tốt nàng cai thứ nhất đem lỗ ly mở đi theo chính là vì có thể trợ giúp đường vũ lân này đoán tạo phòng tốt hơn truyền tin nhưng đường vũ lần nhiều trước khai ra một cá như vậy giá trên trời Lập tức để cho nàng cảm thấy hết sức là xin lỗi Đường phụ lân nhoảng miệng cưới, lưu cơ của hắn nhìn lòng phụ tuyết cùng với lỗ ly để là sững sờ, trong lợi tâm không hẹn mà cũng thầm kia một tiếng. Hảo suốt, cái kia tràn ngập ánh mặt trời mùa vị mỉm cười sạch sẽ không nhiễu ra một hạt bụi trường quan ngay là cùng ta vị trí nhất thứ nhất hộ khách như vậy đi loại thứ nhất phương thức này ta giúp ngài miễn phí làm ngay trước tiên là có thể nhìn xem tủ nghệ của ta cho dù là không tăng lên trên bất luận cái gì kim loại ta không có nắm chắc để cho ngài họng pháo này cường độ để cao tới 10% phần trăm trở lên nếu như tương lai ngài còn có nhu cầu mặt khác hai loại phương pháp kia chúng ta lại nói sau lỗ ly lúc này nhìn xem nụ cười của đường vô lấn được rồi, với trước tiên đến miễn phí thử xem đi, năng tính cách trầm ốn, cho tới bây giờ cũng sẽ không xúc động, không hề bởi vì đường phụ lân lớn lên đẹp trái liền phung phí công huấn. Đồng thời nàng cũng muốn nhìn một chút, cái lòng tin 10 phần người trẻ tuổi này cuối cùng là đoán tạo phương diện có thể đạt tới trình độ nào.